ở trong ván thi đấu này. Yone dành cho cả đội tuyển. Yone bên kia có Zay này, bên kia có Sena này và Zik nữa. Những con tướng cũng khá là mạnh và phù hợp với nhiều lối đánh khác nhau. Thì bây giờ Bangkok Invest họ đang mở đầu lượt cắm trận của mình bằng một con Nautilus à. Mặc dù Gragas đang làm con tướng có tỷ lệ thắng cao hơn, nhưng mà có vẻ như nó cũng sẽ phụ thuộc rất là nhiều theo cái lối chơi của người chơi hỗ trợ là anh ta có muốn đánh theo kiểu đột biến hay là không. Nếu như đánh an toàn thì Nautilus là một con tướng an toàn hơn, còn muốn đánh kiểu đột biến thì Gragas sẽ là con tướng mà đảm bảo độ đột biến tốt hơn. Và họ đã quyết định lựa chọn cho mình Gragas rồi. Lấy Lucina đi nhở? Không, Zik đang là những gì mà các người biết họ muốn hướng đến. Với việc mà có Yone trước thì BMZ cũng hoàn toàn có thể hướng đến Senna cùng với cả những chất tướng theo kiểu là Kalio ở trong mặt thi đấu thứ hai này ở khu vực đường dưới. Nautilus thì cũng là một con tướng mà có thể farm được khi mà Senna đi, những khả năng scale late game của nó sẽ không thể khỏe bằng được so với cả Kalio cùng với cả Senna. Và để xem OMG sẽ muốn hướng đến chất tướng ở đường dưới nào ở đây luôn hay không. Garen à? Garen vẫn đang làm cái sự ưu tiên nhất định dành cho vị trí của SMK. Nhưng cũng chưa biết được, bởi vì với Garen thì anh ta cũng có thể luân chuyển nó lên khu vực đứng trên dành cho vị trí của Whitecat. Còn Invisual thì với việc họ có Zik rồi, họ sẽ lấy thêm một con Zak nữa cũng được. Khi mà Zak nhảy vào tuyến trên và gõ thì Zik hoàn toàn có thể bồi đam vào những tình huống sử dụng siêu bom địa ngục của mình. Tuy nhiên đội hình này là một cái đội hình mà nó không có cái khả năng giữ chân nhiều mục tiêu để cho Zik có thể thuận lợi trong những tình huống ném bom. Thế nên có lẽ trong những lượt sau thì Bangkok Invest có thể hướng tới những lượt chọn vào vị trí của Wukong chẳng hạn. OMG liệu rằng có cấm đi hay không? Họ đang quyết định cấm vào những chất tướng sát thủ của đối phương trước với một con Akali ở phase 1 và phase 2 họ quyết định cấm Zed. Zay vẫn đang được thả ra và cả Gwen bị cấm đi từ Bangkok Invest. Gwen bị cấm đi. Họ khá sợ con Gwen này. Nhưng thực ra thì OMC cũng không có quá nhiều người chơi sử dụng con Gwen này, thực sự là nhiều áp lực. Đây có thể là một cái lý do nào đấy để khiến cho mình Bangkok Invest đưa ra được cấm vào con Gwen này. Còn với OMC thì khi mà đối phương có dịch, tôi cũng đã nghĩ đến cái viễn cảnh rằng họ có thể hướng đến những con sát thủ ở khu vực đứng giữa để có thể tìm vào hàng sau của đối phương một cách dễ dàng hơn. Ngũ công đúng này. Nhưng họ lại tự tay cấm đi cho mình đấy là cả Z cả Ngộ Không. Tức là họ muốn lấy gì trong ván đấu này đây? Tức là họ không là đội tuyển có được quyền lựa chọn tướng trước. Thế nên là kể cả để cho đối phương lấy Z hay lấy Ngũ Công ấy thì đều là bất lợi dành cho bên phía của OMG. Cả Z cả Ngũ Công đều rất phù hợp với đội hình mà Bangkok Invest đang có. Bây giờ Bangkok Invest sẽ phải lấy con tướng gì ở khu vực đường rừng để giúp cho cái khả năng chống chịu của họ cũng như là cái khả năng mở giao tranh nó tốt hơn đây. Lee Sin à? Lee Sin là một chất tướng có thể làm được điều đấy. Tuy nhiên là nó sẽ rất là khó nha, bởi vì đánh kiểu về lâu về dài thì Lee Sin không còn là cái chất tướng nó quá an toàn. Còn Vi thì cũng tương đối cũng kiểu như vậy. Nhưng mà Vi thì có lẽ là sẽ có nhiều hiệu quả hơn Lee Sin một chút, bởi vì combo của nó thì dễ thực hiện hơn và cái khả năng để có thể bắt người của Vi thì nó vẫn rất là nhanh. Anh con bài này thì có một chiêu một này, một chiêu cuối có thể gia tăng khoảng cách với đối phương và khả năng khống chế cũng là rất là lâu nữa. Bên kia thì đã có được cho mình Zay rồi, sát thương của họ cũng sẽ được đảm bảo bởi một con Yone và một con Zay. Zay cùng với cả đó là Senna trong ván thiếu này đang được lựa chọn dành cho bên phía của OMG. Với chất tướng như thế này thì xác định ban đầu họ cũng sẽ có khá nhiều những cái áp lực được tạo ra ở trong những tình huống đi ramming khi mà khả năng trồng hiệu ứng là có. Nhưng để nói về giai đoạn late game thì có vẻ như Bangkok Invest đang có một đội hình đẹp hơn là khá nhiều, và chưa kể đến việc họ vừa bổ sung thêm Lucian ở khu vực đứng giữa dành cho Blackfish để có được một kèo tay dài đi ở khu vực đứng giữa khi mà đối đầu với cả con Zay của SMK ở phía bên kia. Đúng là như vậy. Tạm thời thì cái kèo đường giữa sẽ là kèo thắng dành cho cũng chưa trở lại thắng. Một Zay một Lucian thì cũng kèo 50-50 mà thôi. Cũng đường trên thì nó cũng sẽ là một cái kèo đấu mà Zak anh ta cũng sẽ có một cái khoảng thời gian tôi nghĩ là an toàn, bởi vì Garen vô dịu là chất tướng mà không thể nào mà gây được cái áp lực quá lớn đối với một con Zak được cả. Còn ở khu vực đường rừng, Yone và Vi khả năng để có thể tác động sớm lên ván đấu thì rõ ràng Vi là con bài mạnh hơn ở trong khoảng điểm đầu. Vi cũng không cần phải có được quá nhiều lượng đồ mới có thể là tối đa lượng sát thương nữa, anh ta chỉ còn cấp độ 3 thôi. Cái khả năng tạo sát thương cũng như là đấm phá giáp nó cũng sẽ là rất mạnh rồi. Anh ta cũng là con
là chất tường đi rừng mạnh hơn khi mà có cho mình cái tà xung hữu đột, đã ra một cái công cụ để giúp cho bên phía của EV Sports có được khả năng mở giao tranh sớm hơn, nhất là những mục tiêu mà đi đơn lẻ thì chỉ cần một cú tà xung hữu đột và sau đấy thì sẽ là một cái thùng rượu đổ đến từ Rick để có thể hất được một thành viên của đối phương về, thì họ sẽ là người có ưu thế trong tình huống giao tranh mục tiêu lớn. Đúng là như vậy, cự ly đội hình cũng sẽ là một cái điều mà cần phải chú ý tới từ bên phía của OMG trong trận thi đấu này, khi mà đối phương có những cái công cụ để bắt người nó khá là nhanh và lượng đam gây ra tôi nghĩ là cũng cực kỳ sốc ở trong khoảng thời điểm đầu đấy. Và cũng chờ đợi xem với một đội hình có Vi thì Bangkok Invest liệu rằng họ có thể tìm được chiến thắng trước OMG hay không. Nên nhớ là Fnatic vs City họ hai lần sử dụng con Vi này và hai lần có chiến thắng trước OMG. Đây quả thật là một con tướng mà nó ám ảnh các thành viên của OMG rất là nhiều. Và đây sẽ là tình huống BlackX mất tốc biến ngay ở khoảng thời điểm ban đầu. Anh ta di chuyển và anh ta thậm chí còn chưa cắm được cái mắt nào, anh ta cũng đã phải tốc biến đi rồi. Hồi máu hình như vừa được bật lên luôn đến từ Hỏa Nan để giúp cho FNK có được cho mình những lượng hồi phục ở khu vực đường giữa này. Và đấu này là một ván đấu mà OMG đang có những áp lực ngay từ những phút ban đầu bằng việc họ để cho Hỏa Nan di chuyển ramming luôn và để cho con Nautilus có được những khoảng thời gian farm ở khu vực đường dưới, cắt thai lên được trên chỉ có nửa máu mà thôi, và anh ta cũng sẽ không gây ra được quá nhiều áp lực dành cho Wildcat. Tôi chả biết được là hiện tại thì mất bao nhiêu con lính của BlackX nữa rồi, anh ta biến về khá là sớm. Một cái fake ở trong vài đấu vừa qua là bán một pick zig và anh ta gây ra được 1617 lượng sát thương trên phút. Cũng là một con số tạm ổn đối với cả một người chơi đường pháp sư, còn nói là nhiều thì cũng chưa phải là quá nhiều. Đây sẽ là một tình huống mà Hỏa Nan anh ta bị tìm thấy bởi Rick. Rõ ràng với chỉ cấp độ 2 thì cái khả năng để có thể giữ chân được Hỏa Nan nó cũng không phải là quá tốt, nên Hỏa Nan vẫn vui vẻ có thể tiến lên khu vực đứng trên, thậm chí có một tình huống cắm mắt vào khu vực bãi người đá của đối phương. Cố gắng hồi phục lại để cho Wildcat khi mà anh ta biết rằng Rick cũng sẽ sớm lên khu vực đường trên bản đồ này mà thôi. Cắt tay thời điểm hiện tại cũng đang không nhiều uy hiếp để có thể là dứt điểm đi được con Garen cứng cáp như thế này. Thế nên tôi nghĩ rằng viễn cảnh khu vực đường trên cũng sẽ là một viễn cảnh ngồi thi farm đến cả hai. Còn bây giờ thì Burly vừa đi qua lựa tầm nhìn của đối phương rồi, anh ta cũng đang chưa có cho mình cấp độ 5. Thì có cạnh tranh con cua ở nửa trên bản đồ đến cả hai đội tuyển hay không đây. Nhưng lượng máu này nó khiến cho em cũng không đủ sự tự tin để có thể di chuyển ra và hỗ trợ cho người đồng đội mình trong việc là giành con cua ở trên bản đồ. Master vừa có cú kéo thành công để có thể lấy đi lượng máu của Raven và đảm bảo lượng tầm nhìn khu vực nửa dưới bản đồ trong việc là cố gắng giữ cua dành cho bên phía của OMG là Inan chăng. Nhưng mà Inan farm này là hơi chậm rồi, farm này đang là tương đối chậm, bây giờ anh ta mới sắp hoàn thành cho mình bãi thứ 6, trong khi đấy thì Vi sau khi 6 bãi cũng đã có 2 cua, như vậy đang là có những sự chênh lệch đến từ hai người chơi đi rừng. Hai cua sẽ là một cái lượng tầm nhìn nó cực kỳ lớn dành cho bên phía của Invasion ở khu vực dọc sông. Nó sẽ khiến cho những tình huống triển khai để tấn công ganh của con Yone trong tay Yinya nó cũng sẽ không thực sự là quá dễ. Merly đã có một cái góc đứng để đấm vào người của SMK, nhưng mà chắc là anh ta cũng đi có lượng tầm nhìn rồi và đối thủ của anh ta thì hoàn toàn biết được điều này. Quay ngược trở lại ở khu vực đường rừng thì Yone hiện tại cũng mất đi cho mình một bãi cua rồi, thế nên cái khả năng lên cấp độ 5 của anh ta nó cũng sẽ đến chậm hơn một nhịp so với Vi ở phía bên kia. Bây giờ ở khu vực đường dưới thì liệu rằng anh ta có thể làm được điều gì hay không? Dường như có một tình huống mà một là mất cái bom nảy của mình, cái gói chất nổ của mình, hai là đã mất đi tốc biến từ Zik nha, bởi vì vừa rồi thấy Zik giật đi một cái khoảng cách khá là xa. Cùng chờ xe và tí nữa quay đến cái màn hình của con bài Zik này thì anh ta có mất đi cái phép bổ trợ nào hay không. Có thể là một tình huống mà cấp độ 5 và Monster sử dụng luôn cho mình cái tỷ lệ tập nhiệt để có thể lấy máu cũng như là tạo điều kiện để cho Inan có thể xuống khu vực nửa dưới bản đồ. Rồi mất tốc biến rồi. Ở phía bên kia mất tốc biến. Siêu bom địa ngục cũng đã dùng có lẽ để dọn dẹp đợt lính. Wildcat bây giờ thì ta cũng đã có cho mình cấp độ 5 rồi, và với việc mà một con Garen có cấp độ 5 hoàn toàn có khả năng dứt điểm ở những con tướng nửa máu với công lý Dimasia của mình. Thế nên thời điểm hiện tại thì Katai cũng bắt đầu phải có những tình huống farm và kêu gọi đội của mình lên nửa trên để có thể hỗ trợ. Chắc chắn đây sẽ là một khoảng thời điểm mà con Garen này muốn đưa ra cụ cô lính Asia của mình để có thể lấy về những điểm hạ gục. Rồi, tạm thời vẫn đang chưa tìm được cái cách ganh đến từ các thành viên bên phía của Invasion, mặc dù cái bộ tướng họ lựa chọn cũng là tướng rất là mạnh để có thể đem đi ganh giai đoạn đầu trận. Gragas cùng với Vi vẫn khá là khó bởi vì họ đang không khai thác được những tình huống đẩy cao lính của đối phương. Tạm thời các thành viên của OMG họ đẩy lính khá là an toàn, họ không bao giờ đẩy lính lên quá cao so với khu vực dọc sông cả.
Và đó cũng khiến cho con Vi này đang thực sự chưa tạo được quá nhiều những áp lực. Vì nếu như muốn đột biến chắc anh ta phải luồn vào từ bụi 1 lên bụi 2, luồn lên phía trên và sau đó áp sát vào phần trụ của đối phương thì mới có thể dễ dàng thực hiện những tình huống cú đấm bùng nổ của mình và không bị phát hiện tầm nhìn. Nhưng mà thời điểm hiện tại anh ta vẫn chưa thể nào làm được điều đấy. Tình huống có người hỗ trợ ngay lập tức là Wildcat đang muốn tấn công lên, anh ta đang có rất nhiều sát thương và công lý Malaysia tốc biến theo, và đó là hàng ngàm soi rọi vẫn chưa có mạng của các thầy. Tình huống giang gục nhưng không có khả năng dứt điểm được, và bây giờ thì đang là điểm hạ gục trả ngược lại dành cho phía bên kia. Raven cũng đang lên khu vực đứng trên này, quả là đang phải tốc biến để có thể thoát ra trước sức tấn công đến từ các ba thành viên bên phía của EVSport. Một tình huống tấn công nhưng những sự kết hợp đến từ bên phía của MG nó vẫn đang có những dấu hiệu là chệch nhịp, và bây giờ thì vết cũng đã không còn nhiều khả năng để cạnh tranh ở nửa dưới của bản đồ. Họ sẽ hướng đến cho mình đấy là con sứ giả và nhường lại rồng đầu làm con rồng đất dành cho bên phía của MG. Nếu mà pha thi đấu đấy, Hoàng Anh ta tung ra một nhịp cái hắc ám soi rọi đúng tâm với cái chiêu cuối công lý đền Masia kia thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ đủ sát thương đấy. Thế nhưng mà rất tiếc một tình huống mà họ kết hợp nó hơi lệch nhịp với nhau một chút, nên con ôi khoan đã, một tình huống xuất hồn ra và Inya đang muốn lựa chọn mục tiêu vào Rick à, hơi khó nha khi đây là một con Ragat. Đã có được con rồng đến từ bên phía của OMG, nhưng mà Invest thì họ sở hữu cho mình con sứ giả. Tại lúc phút đứng trên sẽ là cái trụ để giúp cho các tay có thể đẩy một cách thuận tiện hơn, và thậm chí anh ta hoàn toàn có thể về lên bố tiến công và tiếp tục thực hiện cánh đẩy ở khu vực nửa dưới. Sứ giả sẽ chỉ hút được một lần mà thôi, hơi khó để có thể nghĩ ra viễn cảnh nó hút được hai lần. Và đấu vẫn đang được triển khai một cách tương đối là chậm rãi đến từ cả hai đội tuyển. Bây giờ thì mới có một trụ đầu tiên cũng như một mạng đầu tiên sau 6 phút thi đấu dành cho bên phía của VSport. Một tình huống phòng thủ không phải đứng giữa, chỉ có một mình Monster mà thôi. Tùng rượu đổ hất văng ra, một cú tả súng những đồ sát thương dồn vào là rất nhiều với một siêu bom địa ngục giữa tâm. Và Ian cũng không dám tung ra cái chiêu cuối mình trong pha thi đấu vừa rồi. Kết hợp hai người không phải đứng trên OMG cũng đã có được một điểm hạ gục gỡ gạc. Nó đang phải chưa phải là quá nhiều. Hai, một tình huống mà SMK anh ta đã bung cái tốc biến của mình để áp sát đối phương và thực hiện liên tiếp những cú bắn. Nhưng Merly đang bọc ra từ phía sau, SMK chắc là anh ta cũng biết điều này rồi. Bây giờ ăn hạt hoa quả thì chắc chắn anh ta nằm luôn. Bây giờ cố gắng cấu được bao nhiêu lượng máu thì cấu. Merly vẫn đang cố gắng chạy, cái trụ không bắn vào anh ta nữa và không thể đổi mạng thành công được. Nhưng dẫu sao đó cũng là tình huống đổi mạng hòa mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha thi đấu vừa rồi. Trước hết là cái tình huống mà Katai đứng rất cao. Anh ta mặc dù có một con cắm mắt, một con mắt cắm ở phía trên, nhưng anh ta không có mắt để cắm vào cái bụi ở ngay cái phần đường mà anh ta đang đẩy. Đó là tình huống mà cả Hoàng cũng đã đớp sẵn rồi. Cả tài hơi đen ở trong pha thi đấu này nên anh ta bị nằm xuống trong một tình huống 2-1. 2-1 nằm xuống, đường dưới thì đổi mạng. Nói chung thì vẫn đặt là hòa và lượng tiền nhỉnh hơn dành cho bên phía của EVSport. Một tình huống thì luôn tập nhiệt nhưng không có ai để có thể phối hợp trong pha thi đấu vừa rồi cùng với cả Monster cả. Anh ta vẫn được farm khá nhiều. Từ nãy giờ thì chúng ta cũng đang chưa nhìn ra được cái lượng đồ mà Monster lên là gì. Nhưng bây giờ thì đang là những tình huống di chuyển chung với nhau đến từ đội hình của bên phía Invade Esports. Họ vẫn đang rất khao khát có được cái trụ ở khu vực đứng giữa của OMG để thể mở ra thế trận này một cách rõ ràng hơn. Tiếp tục có một tình huống từ rượu nổ nữa, mục tiêu vẫn đang là Monster. Dồn tất cả chiêu cuối vào, Monster bốc hơi lá nhanh nhưng cú giằng buộc này không trúng. Nếu như có trúng thì tôi nghĩ là cũng hơi khó để có thể có được phát đáp trả đến từ OMG để có thể có được điểm hạ gục, bởi vì họ cũng đã không có người, sát thương đang hơi thiếu một tí. Rồi đã có được ai để bảo gục tới từ con Vi trong tay của Merly rồi. Con Vi này bắt đầu cũng cho thấy cái sự hiệu quả của mình khi mà kết hợp với Gragas và Zik nữa. Đây sẽ là cái bộ ba dồn sát thương một nhịp, nó là khá mạnh. Trụ đường giữa thì cũng đã được bóc đi, bây giờ bắt đầu phải di chuyển chung với nhau. Khu vực đường dưới, Inya đang có mặt ở đây. Anh ta chưa sử dụng cái cú đoạt mệnh của mình bởi vì Block X cũng đã lùi về một khoảng cách tương đối là an toàn rồi. Thế trận này là một thế trận mà cảm giác như Invisus sẽ dễ đánh hơn rất là nhiều, bởi vì cái bộ tường bất ngờ của họ đã là khỏe rồi, mà bây giờ họ lấy được cả cái trụ một đường giữa và trụ một đường trên của đối phương nữa, nên cái khả năng bắt người khi mà họ nấp trong bụi, thậm chí đánh thẳng vào rừng phía trên của đối phương cũng là rất dễ. Tình huống di chuyển biến về tương đối nhạy cảm của Block X, anh ta cũng cảm giác rằng có người ở xung quanh và quyết định sẽ lùi về nhà để có thể biến về sâu để có thể biến về một cách an toàn hơn. Đấy là một tình huống mà cũng đã đầu tư chiêu cuối đoạt mệnh đến từ Yinyan nhưng nó chỉ trúng vào không khí mà thôi. Hai đồ đã có rồi là kiến năng lượng cũng như là cơm suy vong, để xem với lựa trang bị này thì Yinyan có thực sự lên tiếng được khi mà những mục tiêu lớn thứ hai nó bắt đầu xuất hiện rồi. Có sứ giả thứ hai sẽ là mục tiêu lớn xuất hiện trước và đang là những bước di chuyển để có thể kiểm soát lượng tầm nhìn từ bên phía của EVSport. Họ chưa quét được con mắt này, con mắt được cảm khá khéo đến từ các thành viên của OMG.
Rồi, khu vực đường dưới này tiếp tục là những tình huống solo kill. Đã có 4 tiến công trên người của SMK, trong khi đó thì Jack thì như anh ta chưa có 4 tiến công thì phải. Nhưng đây sẽ là các thành viên của Invincible họ tập trung để ăn sứ giả. Chưa có góc để vào, Wildcat đang chờ sẵn hết hiệu lực của những cú bom thì lại có một cái thùng rượu được vứt ra chặn mọi cái lối vào. Còn sứ giả này đến từ bên phía của OMG, hơi khó để cho họ có thể tranh chấp được. Và nếu như tranh chấp có lẽ họ sẽ mất nhiều hơn là được. Họ tạm thời là buông con sứ giả này cho đối phương. Thế bộ sứ giả. Và với sứ giả này thì nó có thể được sử dụng tiếp một lần nữa ở khu vực đường giữa để có thể mong lấy về trụ 2 hay không, hoặc họ có thể tạo ra áp lực với sứ giả được thả khu vực đường dưới khi mà 20 giây nữa thôi thì con rồng thứ hai và đống thiếu nó sẽ xuất hiện, và một con sứ giả áp lực để có thể chia cắt đội hình đến từ bên phía của OMG có thể sẽ là một công cụ để giúp cho Invest giữ con rồng này một cách dễ dàng hơn. Đúng, hoặc là họ có thể thả ở đường trên nơi mà Jack anh ta đang liên tiếp thực hiện những cái pha đẩy của mình. Nửa dưới thì Wildcat cũng đã hoàn thành xong đợt lính và bắt đầu là mang lại một chút cái lượng tầm nhìn bằng chính cái thân hình của anh ta liên tiếp là đứng lên trước để có thể là đỡ những cái lượng sát thương. Wildcat đang cực kỳ khỏe, siêu bom được tung ra phía bên này lại không có góc vào từ bên phía của Invade Esports. Xây thích trường cũng chả để làm gì cả khi mà các thành viên bên phía của OMG họ đã có sở hữu được con rồng 2 rồi. Một pha thi đấu mà thiếu người nên các thành viên của Invade Esports họ quyết định đổi con rồng đấy để lấy trụ 2 không đứng trên. Nhưng đây sẽ là đánh nhau hay chăng? Chưa có đánh nhau. Không đánh nhau rồi thì vừa rồi Rick cũng chỉ lăn thùng rượu để lấy máu thôi. Và bây giờ thì sứ giả đã được thả xuống khu vực nửa dưới bản đồ, nhưng trong khoảng thời gian mà năm thành viên của MG tập trung ở nửa trên, chúng ta thấy được rằng tốc độ lấy trụ đến từ một con rách trong tay của Katai đang là tương đối nhanh. Anh ta đã hoàn thành xong việc là bảo đi trụ hai của đối phương rồi và cố gắng với ba người dắt con sứ giả hút thêm một nhịp nữa ở khu vực nửa dưới bản đồ này. Nó sẽ hút được, tất nhiên như vậy hút được rồi. Ôi không được. Ui. Gần kịp đang dặn một cái thì ăn ngay một cái kiếm vào mồm và sứ giả biến mất. Tạm thời cũng sẽ không có con sứ giả nào hút được hai lần trong ván đấu này cả. Còn ở khu vực đứng trên thì Katai anh ta vẫn đang được thả rông rất là nhiều. Bây giờ thì các thành viên của OMG họ nên nghĩ đến việc cử một người ra để có thể đối đầu với cái cánh mà Katai đang đẩy, bởi chỉ cần một tình huống sơ sẩy thôi với cái tốc độ đẩy cực kỳ nhanh của mình thì anh ta hoàn toàn có thể mang hẳn về một đường lính siêu cấp dành cho các thành viên của Invincible. Khi đó thì cái thế trận nó cũng sẽ trôi xa khỏi tầm tay các thành viên bên phía của OMG. Những đường cánh đang là một vấn đề tương đối đau đầu dành cho bên phía của OMG, mặc dù là họ đang kiểm soát được khá nhiều rồng bằng những áp lực đi chung của mình, nhưng về dạng late game Katai vẫn sẽ là một đối trọng với con Jace của SMK. Hoàn toàn có thể có những tình huống solo queue xảy ra nếu như không có người hỗ trợ, và Invest thì cũng sẽ phải có những cái tình huống mà kiểm soát rồng 3 thôi. Nếu như để cho đối phương có cả 3 rồng thì sẽ thực sự là một thế trận khó đánh. Chúng ta vẫn đang thấy được một ván đấu rất chậm đến từ cả hai đội tuyển, chậm thật, cố gắng di chuyển macro kiểm soát và chờ đợi những sai lầm mà thôi, không cho đối phương nhặt con bồ đỏ này luôn. Và các thành viên bên phía của Invincible họ đang chiếm sạch cái mảng rừng từ bên phía của OMG. Đây là điều cần thiết phải làm bởi vì họ là đội tuyển chủ động rất là nhiều. Ván đấu này là ván đấu rất là khó để OMG có thể macro. Họ mất nhiều trụ quá, 4 cái trụ bị bóc đi mà họ không đổi được bất kỳ một trụ nào của đối phương. Merlin cũng đã hoạt động hết công suất để mang về cái điều này dành cho những đồng đội của mình bằng những tình huống gành, và đây sẽ là một pha như vậy. Tùng rượu đổ chắc chắn sẽ có thêm, cả đó là hắc ám soi rợ được tung vào. Ôi đây là một cú đoạt mệnh trúng tận 3 người và đang phản công từ thành viên bên phía của OMG. Merlin đang bỏ chạy bỏ bạn rồi và một người sẽ phải nằm lại, đó sẽ là vị trí của Rick. Trong khi đó Merlin liệu có về được hay không, vẫn còn cú đấm bùng nổ cho anh ta gia tăng khoảng cách với SMK. Và mọi thứ dừng lại tại một điểm mạng gục mà thôi, nhưng SMK tốc biến lên để đấm thẳng mặt Black Mage, tốc biến lên ràng buộc. Những tình huống thi đấu đang là cực kỳ khô máu từ bên phía của OMG và họ thành công thu lại được điểm gục thứ hai. Một tình huống tăng tốc nhanh đến từ OMG khi mà họ biết rằng đối phương đang tổ chức những tình huống vây bắt xuống khu vực nửa dưới bản đồ, và đến từ một cú đoạt mệnh 3 người của Yinyan thì anh ta tạo ra tiền đề để giúp cho OMG đang có thể comeback ở trong ván thi đấu thứ hai này. Họ sẽ có cho mình đấy là con Baron đầu tiên và sẽ biến về đủ nhanh để có thể ngăn tình huống đập nhà, đập đường lính siêu cấp đầu tiên của đường dưới. Katai bây giờ chỉ có thể về mà thôi, ta cũng không có quá nhiều sự tự tin trong tình huống là 1v3 như thế này, cũng xem lại tình huống này. Thùng rượu đổ xấu hết sát thương vào người của Wildcat và họ để cho Yinyan có một cú đoạt mệnh là quá đẹp, ba người bị hất tung lên. Chờ và sau thật đấy là những hiệu khống chế bồi vào, nó là quá đơn giản đến từ bên phía OMG để có thể có được thêm những điểm vào gục. Tôi nhìn không nhầm thì đấy là một pha thùng rượu nổ đấy, hất ngược cái con Garen kia quay về trụ ấy, nên là bóp, thật sự là bóp. Merlin làm nhưng mà Rick phá thì Rick xứng đáng bị bỏ lại trong pha thi đấu vừa rồi.
Và đây sẽ là tình huống mà dùng Baron để có thể là ép trụ, họ có thể để cho Jack lấy thành công trụ hai đường dưới, thành công trụ hai đường trên. Thì bây giờ họ nên đòi lại, đầu tiên là trụ một khu vực đường trên lấy xong, trụ một khu vực đường dưới cũng sẽ được hoàn thành, trụ một khu vực đường giữa tôi nghĩ cũng sẽ có. Ba trụ đã có dành cho các thành viên, sẽ có dành cho các thành viên bên phía của OMG, và thậm chí có thể là nhiều hơn thế trong cái bối cảnh mà các thành viên bên phía của OMG họ đang sở hữu cho mình một lợi Baron. Đường dưới MK bị 2 đánh 1 thôi thì hơi khó rồi, 2 đánh 1 thì chẳng chột cũng què. MK lên bảng điểm số, bù ngược trở lại anh ta cũng câu kéo được một khoảng thời gian tương đối lâu để cho những người đồng đội của mình dùng Baron và hoạt động hết công suất ở khu vực đứng giữa cũng như là khu vực đứng trên. Nhưng đây tình huống đoạt mệnh băng thẳng vào trụ tới từ Indian, chưa hạ gục thành công được Raven, trả lại một siêu bom địa ngục. Quản An một vẫn còn sống và anh ta hoàn toàn có thể bật cho mình cái bóng đêm để có thể lùi về, nhưng ở đây sẽ là một tình huống một người bị kẹt lại, đó là Master, không còn góc để chạy nữa. Tạm biệt Master. Tớ sẽ phải đẩm lại thôi. Một tình huống mà khi bị ganh bởi một con Vi với cú tạt súng những đồn của mình thì khả năng chạy trốn của MK cũng gần như là không có. Con rồng 3 này sẽ là một con rồng mà khả năng tập trung đội hình trước để tí vết sẽ giúp cho họ có thể kiểm soát được rồng hay không. Nên con rồng lửa cũng sẽ bổ sung phần nào đấy lượng chênh lệch về sức mạnh giữa cả hai đội tuyển ở thời điểm này. Rách của Katai bắt đầu có những tình huống đi chung, anh ta cũng không cần tạo ra những áp lực khu vực đường cánh nữa khi mà đã có trụ hai rồi. Thì hướng tấn công vào tạo xuống được xung quanh ra, bấm chuẩn bị đồng hồ cố gắng để có thể né những lượng sát thương đến tấn công Lee Basia vẫn đang lùi ra được. Con rồng vẫn đang được ăn phía bên này thì sao đây, không có tình huống cạnh tranh rồng đến từ Inan và bên phía của Invest họ sẽ chạy về được với bao nhiêu người và còn cần truy đuổi theo. Bom được liên tục là thả ra, Rick đã tốc biến qua phía bên kia bờ tường, không còn nhiều công cụ để có thể truy đuổi theo nữa và OMG sẽ chỉ có thể bỏ đây mà thôi. Tiếp tục cố gắng để có thể tấn công xuống nửa dưới các bản đồ, họ đang có khá nhiều lượng nhân lực ở nửa dưới. Có thể sẽ một tình huống có trụ hai của đối phương nhưng chỉ dừng lại đó mà thôi. Thế ba rồng đã bị phá đi đến từ bên phía OMG. Tạm thời thì chưa thể nào dễ dàng để có được cho mình ba bốn lợi rồng. Các thành viên bên phía của EZ họ cũng đã setup một tình huống giao tranh đủ ổn, mặc dù cái pha mà Vi anh ta đấm vào con Yone khi mà Yone xuất hồn lên dậy thu hồn về khiến cho cái nhịp đấy thì con Vi đấy nó hơi bị hớ một tí, nhưng không sao cả, cũng là một cái nhịp mà cái đoạt mệnh của Inyan anh ta đã quyết định sử dụng vào cái bãi người đá. Thế nên là cũng không còn bất kỳ một công cụ nào cho Inyan tiếp cận quay ngược trở lại với khu vực hang rồng được nữa, và sẽ không thể nào hình thành nên một pha cướp rồng. Và đó cũng là cái tình huống mà Invest lấy thành công được cho mình con rồng lửa. Tạm thời thế ba rồng sẽ không được tạo nên dành cho các thành viên của OMG. Nhưng mà để xem rằng các carry của họ ra sao đây. 002 là KDA của Inyan, 103 là KDA của Quản Nan. Thật ra thì đây cũng không phải là một cái con số nó thật sự là đáng vui mừng gì cả khi mà những sát thương chủ lực của họ đang không có quá nhiều những điểm hạ gục. Nhưng ít nhất là họ vẫn đang hơn tiền ở một vài vị trí và vẫn đang tạo ra được một thế trận với hai bùa lợi rồng, cũng là thế ép khi mà trước đấy họ đã có cho mình đấy là bùa lợi Baron rồi. Bắt đầu những tình huống đánh vào trong rừng của đối phương, quả mất cho mình hơn một nửa cây máu sau cú siêu bom địa ngục chia ra để đánh. Và bên phía của Invest đang là người có lợi thế hơn, các cáo xoay đã được sử dụng ra và đang là những tình huống dồn sát thương tiếp tục được 4 người, còn đó là quá nhiều lượng sát thương dồn vào đánh làm choáng và đang bị bắt lại ở phía đằng sau. Đấy là Raven. Raven đổi được một mạng trước khi mà anh ta phải nằm xuống. Blackpink đang là người cuối cùng, liệu rằng sẽ né được cú thủy lôi hay không đây? Không có bất cứ thêm một chiêu thức nào nữa của Master. Nhưng đó là một pha thi đấu mà tiếp tục là cái tên Invest lên tiếng. Anh ta Inyan thì đúng hơn, Inyan anh ta có được cho mình một cái đoạt mệnh đến 4 thành viên của Invest và tạo ra một thế giao tranh là quá đẹp. Mà cái tình huống đấm thẳng vào đầu con Garen nó cũng là hơi tự tin một cách thái quá tới từ người chơi đi rừng của Invest Esports nữa. Rất là nhiều lần mà anh ta quyết định dồn sát thương vào một con Garen và thậm chí là hàng trước là thêm một con Nautilus nữa. Cái khả năng thành bàn của họ nó là hơi thấp với cái khả năng chống chịu của một con Garen ở thời điểm hiện tại, và trong khi đó anh ta lại còn có được sự hỗ trợ từ hắc ám soi dọi của Quản Nan. Tôi cũng không nghĩ có quá nhiều tiền để họ có thể hạ sát ngay lập tức được con Garen phía bên kia, nên đó là tình huống đầu tư chiêu thức rất sai lầm của Invest. Họ đã phải trả giá bằng một thất bại 2-0 trước đại diện đến từ khu vực Trung Quốc, đó là OMG. Mặc dù đây không phải là đại diện mạnh, đây là đội tuyển đứng hạng 11 trên bảng xếp hạng từ bên phía khu vực Trung Quốc hiện tại. Cũng có thể nói rằng là Invest hơi vội trong tình huống đấy. Họ nếu như đánh tiếp về dạng late game cũng có thể nói là vẫn còn đủ để chơi, họ có rách, họ có dích ở trong đội hình thì khả năng đánh về giai đoạn late game của họ cũng là có chứ không phải là không. Đúng.